Quý vị và các bạn đang đến với những thông tin mới nhất liên quan đến tỷ đầu Nguyễn Công Phượng thi đấu tại Yokohama FC. Quý vị nhớ là hãy đăng ký kênh để luôn nhận được những thông báo mới nhất từ chúng tôi. Mới đây thì theo như những gì mà chúng tôi trông thấy, kể từ khi Công Phượng gia nhập câu lạc bộ Yokohama FC, đội bóng chơi tại J-League 1 của Nhật Bản, thì trên trang mạng xã hội của Yokohama, hình ảnh Công Phượng được xuất hiện rất nhiều. Điều này hé lộ khả năng cựu cầu thủ của Hoàng Anh Gia Lai có thể sẽ được đá chính trong trận đấu mở màn của Yokohama FC tại J-League 1 mùa giải 2023. Công Phượng trước đây từng thi đấu cho Mito Hoylihok theo dạng hợp đồng cho mượn ở mùa giải năm 2016. Tuy nhiên, khi đó thì Mito Hoylihok chỉ đá ở J-League 2. Công Phượng chưa bao giờ được thử sức tại giải đấu cao nhất của Nhật Bản. Vì thế, trước khi giải đấu chính thức được khởi tranh, cầu thủ 28 tuổi tỏ ra rất hào hứng. Mới đây thì Công Phượng đã có những phát biểu như sau. J-League là một giải đấu có chất lượng cao. Việc cầu thủ Đông Nam Á đến chơi tại J-League là một điều rất tốt cho bản thân của họ cũng như là đội tuyển quốc gia nước nhà. Hiện đang có hai cầu thủ Đông Nam Á khác chơi tại J-League 1, đó chính là Chanathip và Surachop. Cả hai đều là cầu thủ của Thái Lan. Trong khi Chanathip thì thi đấu cho Kawasaki Frontale, thì Surachop đang thi đấu cho Hokkaido Sapporo. Cả hai cầu thủ này đều có những chỗ đứng nhất định tại câu lạc bộ của mình. J-League 1 mùa giải 2023 sẽ chính thức được khởi tranh vào cuối tuần này, tức ngày 17 tháng 2, 2023. Yokohama FC sẽ thi đấu trên sân nhà để tiếp đón Nagoya Grampus. Trận đấu sẽ được diễn ra vào lúc 12 giờ ngày 18 tháng 2 theo giờ Việt Nam. Và theo như những gì mà chúng tôi được biết, tại Việt Nam thì chưa có một đơn vị nào đang sở hữu bản quyền của các trận đấu của Yokohama FC tại J-League. Tất nhiên là những thông tin liên quan đến bản quyền, link xem trận đấu này sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trong những bản tin sau. Và bây giờ chúng ta hãy nói đôi chút về cơ hội ra sân của Công Phượng ở trong trận đấu đối đầu với Nagoya Grampus. Thì ở ngay vòng đấu đầu tiên khi gặp một đối thủ không phải là quá mạnh như là Nagoya, thì việc Công Phượng được tung vào sân, được tin dùng, đó không phải là một điều quá sức tưởng tượng. Tuy nhiên, việc lựa chọn Công Phượng đá chính thì tất nhiên đó là một điều không thể đối với trường hợp của Công Phượng ngay lúc này. Như chúng ta đã biết thì trận đấu đầu tiên nó mang một tính chất cực kỳ quan trọng đối với tất cả các huấn luyện viên cũng như là cổ động viên của đội nhà. Chính vì thế mà ban huấn luyện của đội bóng sẽ rất là thận trọng trong việc dùng người ở những trận đấu như thế này. Việc Công Phượng sẽ được trao cơ hội, theo như chúng tôi dự đoán, thì sẽ rơi vào phút thứ 75 trở đi. Lúc đó thì Công Phượng sẽ được sử dụng, ít nhất là sẽ tạo ra những đột biến nếu như Yokohama FC tin dùng Công Phượng. Và chúng ta những người hâm mộ nước nhà rất là chờ mong và chờ đợi việc Công Phượng chân sút đến từ Việt Nam sẽ có lần đầu tiên tham gia tại một giải đấu tại J-League 1. Đây có thể nói là khoảnh khắc lịch sử đối với bóng đá nước nhà. Chính vậy thì chúng ta hãy cùng nhau chờ đợi xem liệu rằng Công Phượng có được ra sân ở trận đấu đầu tiên này hay không. Quý vị và các bạn nhớ là hãy chú ý theo dõi và tất nhiên hãy để lại những bình luận, những dự đoán của mình ở dưới mục bình luận để chúng ta cùng nhau trao đổi, cùng nhau đàm đạo về những thông tin liên quan đến các cầu thủ Việt Nam xuất ngoại. Xin chào và